Hello, xin chào tất cả các bạn. Vừa rồi mình đã đọc qua những bình luận của các bạn ở trong phần 2 là mình đã đăng video về việc đăng tải cũng như tạo kênh ở trên YouTube. Và có rất là nhiều các bạn đã đặt ra câu hỏi làm sao để tùy chỉnh một kênh YouTube trông đơn giản và hiệu quả nhưng mà lại chuyên nghiệp nhất. Và trong video lần này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tùy chỉnh kênh sao cho trông chuyên nghiệp và hiệu quả nhất. Trong quá trình làm việc tại MeTube Network, mình đã có cơ hội để support cho rất là nhiều các đối tác ở trong nhà. Và mình nhận ra được một điều, đối với phần ảnh bìa và ảnh đại diện của kênh, nhiều kênh còn chưa chú trọng đến những phần đó. Và đây là một trong những phần rất quan trọng để khi các creator hoặc là mình là khán giả vào xem kênh, họ cảm thấy rằng kênh đã đem lại một chút thiện cảm và cũng có thể họ theo dõi kênh được nhiều hơn. Và trong video này mình sẽ nói qua cho các bạn biết làm sao để chúng ta có một ảnh profile đẹp nhất cũng như ảnh bìa để cho khán giả có một cái nhìn thiện cảm nhất đối với kênh của bạn. Đầu tiên là phần ảnh đại diện của kênh. Giả dụ bạn lấy để bình luận vào video. Nếu là cá nhân, chúng ta cần thể hiện rõ khuôn mặt của mình, giúp kết nối và thân thiện với khán giả của kênh hơn. Đối với phần ảnh bìa, chúng ta có thể mô tả thông tin của kênh, nội dung của kênh và cụ thể là thời gian đăng tải video, giúp khán giả nắm được và sẵn sàng xem video mỗi khi ra mắt. Vậy là đã xong, bạn đã hoàn thành phần setup đầu tiên cho kênh rồi. Và việc tùy chỉnh ảnh bìa cũng như ảnh đại diện của kênh vô cùng đơn giản đúng không nào? Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phần tùy chỉnh kênh ở ngay trong YouTube Studio. Và đầu tiên, đó chính là tùy chỉnh bố cục của kênh. Bạn có thể tùy chỉnh bố cục kênh để khi người xem mới truy cập vào trang chủ của kênh, họ sẽ thấy những video như là giới thiệu kênh này, video nổi bật và tất cả các phần kênh mà bạn đã thêm, giúp cho khán giả có một cái nhìn tổng quan về kênh để kênh có thể trở nên chuyên nghiệp nhất. Đối với việc tạo video giới thiệu kênh cho người xem mới sẽ giúp cho khán giả xem trước được nội dung của kênh, qua đó có thể tìm hiểu thêm cũng như đăng ký kênh. Giả dụ như bạn là một người tò mò về một kênh, chưa biết kênh đó đăng tải nội dung gì, việc tạo video giới thiệu kênh cho người xem mới có thể giúp khán giả biết được rằng các nội dung bạn sẽ đăng tải trong tương lai là gì. Và có một lưu ý, theo mặc định, quảng cáo sẽ không xuất hiện trên video giới thiệu của kênh, trừ khi video của bạn chứa nội dung đã được bên thứ ba xác nhận quyền sở hữu. Nếu người xem đã đăng ký kênh của bạn thì họ sẽ nhìn thấy video nổi bật đó. Và qua những điều mình vừa nói, chắc hẳn là mọi người cũng đã chưa hình dung được cái cách tùy chỉnh trong YouTube Studio như nào đúng không? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác ở ngay trên máy tính. Đầu tiên, sau khi đăng nhập vào phần YouTube Studio, trên trình đơn bên trái, hãy chọn vào tùy chỉnh bố cục. Tiếp theo, trong phần video nổi bật, hãy nhấn vào phần thêm, rồi chọn một video giới thiệu ngay trên kênh. Và đơn giản, chúng ta chỉ cần nhấn vào phần xuất bản là video đó đã hiển thị ngay trên kênh của các bạn rồi. Bạn có thể sử dụng tối đa 12 phần của kênh để tùy chỉnh theo bố cục trên trang chủ của kênh. Và theo mặc định, bố cục của trang kênh của bạn sẽ có 4 phần được mặc định sẵn. Đầu tiên, đó chính là phần video ngắn. Thứ hai là phần video tải lên. Thứ ba là danh sách phát đã tạo. Và kênh đăng ký là cuối cùng, sẽ cho phép bạn hiển thị công khai để giúp cho khán giả của bạn có một cái nhìn tổng quan nhất về kênh của bạn đang đăng tải những nội dung như thế nào. Việc tùy chỉnh kênh trong phần YouTube Studio không hề khó như bạn nghĩ đúng không nào? Và mình cũng xin cảm ơn tất cả những khán giả đã để lại những bình luận, những câu hỏi để hôm nay mình có thể trực tiếp để giải đáp cho tất cả các bạn về những cái cách thức này, những cách đăng tải cũng như những nội dung khi mà chúng ta phát hành ở trên YouTube một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất. Và mình cũng xin cảm ơn với tất cả mọi người đã dành thời gian để xem video lần này. Nếu các bạn thích thì hãy để lại cho MeTube chúng mình một like, một bình luận cũng như một subscribe để chúng mình có thể có những cái động lực hơn trong việc phát triển cũng như hình thành kênh YouTube, giúp cho tất cả các bạn tiếp cận được những nội dung đặc biệt, những kiến thức quan trọng liên quan đến YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.